Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm, con ruột ca sĩ Phi Nhung, thông tin cáo phó về tang lễ của mẹ tại Mỹ. Theo đó, tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 theo giờ Mỹ tại chùa Huệ Quang, Mỹ. Lễ cầu siêu và phát tang sẽ tổ chức lúc 11 giờ trưa. Viếng tang diễn ra từ 13 giờ đến 19 giờ 30 phút, rồi đến 20 giờ tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ tưởng niệm và đốt nến. Wendy Phạm viết trên trang cá nhân. Con biết sẽ có nhiều người thương và muốn gửi vòng hoa viếng đến mẹ Phi Nhung, nhưng trong thời buổi khó khăn với bao nhiêu người đang sống trong cảnh túng thiếu, còn không muốn lãng phí tiền vào việc mua hoa. Thay vì đi vòng hoa viếng, con xin mọi người hãy bỏ số tiền đó vào quỹ từ thiện Phi Nhung Wendy Phạm, con muốn dùng số tiền này để tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ con đang làm dang dở chưa thực hiện xong tâm nguyện của mẹ là giúp tỉnh xá giác an xây trường học việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì covid 19 tại việt nam tất cả số tiền thu được còn sẽ chia đều cho hai nơi ngày 8 tháng 10 thi hài ca sĩ phi nhung đã được hỏa táng tại nhà hỏa táng bình hương hòa sau đó tro cốt của phi nhung được nghệ sĩ việt hương đưa về mỹ